Xin chào tất cả các anh chị đến với kênh ITB Club. Hôm nay mình sẽ bắt đầu làm series về phân tích kỹ thuật từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Thì về khái niệm về phân tích kỹ thuật á, thì nó có nhiều cái khái niệm khác nhau. Thì để mà bắt đầu vào thị trường á, thì tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu về đồ thị nén đầu tiên. Bởi vì giờ đa số mọi người về phân tích kỹ thuật á, đều dùng đồ thị nén để nhìn giá. Thì về đồ thị nén á, ông Munehisa Homma, ông này là người Nhật, là đã tạo ra cái đồ thị nén này. Thì đồ thị nén nó nhấn mạnh mối liên hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Ngoài ra, nó sử dụng còn rất hiệu quả để hình dung ra được sự vận động của đường giá. Và nó có hai dạng cơ bản, đó là nến tăng khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì nó được thường thường nó ký hiệu là màu xanh hoặc màu trắng. Còn nến giảm thì khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì nó được ký hiệu là thường là màu đỏ hoặc là màu đen. Thì ở đồ thị nén á, nó có một dạng nén cơ bản của nó là bao gồm là gì? Là giá cao nhất, giá đóng cửa, giá mở cửa và thân nén. Thì từ giá mở cửa và giá đóng cửa của nó thì mình được gọi là thân nén. Còn cái một đường cầu đường đen này á, được gọi là bóng nén. Thì ở trên cái thân nén thì được gọi là bóng trên. Bóng trên là một đường thẳng đứng biểu diễn mức giá cao nhất trong ngày so với giá đóng cửa, thì được gọi là nến tăng, hay cùng giá đóng cửa dưới giá đóng cửa thì gọi là sẽ là nến giảm. Thân nén là sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Đoạn này nó được ký hiệu màu để phân biệt nến tăng hay nến giảm. Đây là như là màu xanh là nến tăng này, còn màu đỏ là nến giảm. Thì tiếp theo, bóng dưới là thẳng đứng biểu diễn mức giá thấp nhất trong ngày so với giá mở cửa hoặc là giá đóng cửa. Thì đây là mẫu hình nến dạng cơ bản nhất. Thì ở trong đồ thị nến đó, nó có nhiều các mẫu nến cơ bản như là nến pin top. Thì thân nến này nó khá mỏng, nó nằm ở giữa nến và bóng nến. Nến thể hiện, cái nến này nó thể hiện cho người mua người bán nó cân bằng nhau, mặc dù trong phiên giá nó có thể là biến động mạnh và xu hướng hiện tại có thể của nó là dừng lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mặc dù là ở trong phiên đó, là có giá cao nhất và giá thấp nhất này, nó biên độ nó chỉ là cao này, tuy nhiên đó, giá mở cửa và giá đóng cửa đó, thì nó lại sắp xỉ gần bằng nhau. Thì có những nếu mà trong một đồ thị tăng đó, mà nó xuất hiện cái đồ thị cái nén này đó, thì nhiều khả năng đó, nó sẽ là giảm điều chỉnh. Và ở trong đồ thị xu hướng giảm mà cái nến xuất hiện nến này á, thì có khả năng là nó sẽ là hầu lên, có nghĩa là nó sẽ tăng nhẹ lên lại. Tiếp theo là mẫu nến Marubozu. Thì mẫu nến này á, là không có bóng nến và thân nến chính là nến. Rồi đó, nó thể hiện lực người mua áp đảo người bán. Nếu đó là nến tăng là có nghĩa là sẽ là nến trắng hoặc là nến xanh, và người bán áp đảo người mua nếu là nến đen hoặc là nến đỏ. Thì cái công dụng của nến Marubozu này á, thì có thể là báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng đang có. Tiếp theo là qua mẫu hình nến Doji. Đây là mẫu Doji á, là mẫu nến cực kỳ hữu dụng. Nó có ý nghĩa là sự do dự hay thiếu quả quyết giữa tăng giá và giảm giá. Doji cũng được có thể xem là một gọi là tín hiệu đảo chiều của hướng đi di chuyển giá tạm thời, nhưng nó cũng có thể được xem là mẫu hình tiếp tục xu hướng rất tốt, bởi vì nó là một mẫu nến mà do dự hoặc thiếu sự quả quyết này. Thì
thì nó có khả năng là nó sẽ tăng, hoặc là nó có thể là tăng tiếp để tiếp tục xu hướng, hoặc là nó có thể đảo chiều xu hướng bất kỳ lúc nào. Thì mẫu doji á là mẫu nến có giá mở cửa và giá đóng cửa sắp xỉ nhau. Đó. Có giá mở cửa và giá đóng cửa sắp xỉ nhau là nó thường thường nó đi ngang như vậy luôn nè. Hoặc là một nến doji chân dài hay được gọi là người kéo xe. Đây là mẫu nến có bóng trên và bóng dưới dài với một doji, với một so với một doji chuẩn, thì đây là bóng nến doji chân dài nè. Thì ở giá ở trong phiên á thì có thể là giá nó biến động giá cao nhất và giá thấp nhất. Tuy nhiên á, lúc mà mở cửa và giá đóng cửa thì nó lại là gần bằng nhau. Thì đây được gọi là nến doji chân dài. Thì mẫu doji này được tạo ra để biểu thị cho sự do dự và dằn co người nhà đầu tư. Vì sau khi xác định giá mở cửa, lực cầu đã chiếm chủ đạo và lấn át được lực cung trên thị trường và đẩy giá lên cao. Thì tương tự như vậy á, thì lực cung cũng đã không thể kìm giá thấp và đành để lực cầu nó kéo lên trở lại ngang bằng với lại giá mở cửa. Thì mẫu nến doji này á, cũng có thể là xảy ra đợt giảm giá trước và sau đó tăng trở lại. Tóm lại, dù doji được hình thành bằng hướng nào đi nữa thì cuối cùng giá đóng cửa tương tự như giá mở cửa ở phiên giao dịch hôm đó. Có nghĩa là cái nến đóng cửa, cái giá mở cửa và cái giá đóng cửa thì nó phải nó sắp xỉ bằng nhau thì mới được gọi là nến doji. Thì đó là ba khái niệm về nến cơ bản. Thì ngoài ra nó còn có các mẫu hình là mẫu hình nến đảo chiều tăng giá hoặc là nến đảo chiều giảm giá. Thì như video này á thì mình sẽ giới thiệu sơ về các mẫu hình nến tăng giá như là mẫu nến cây búa, mẫu nến cây búa ngược, mẫu nến doji, mẫu nến nhóm chìm, mẫu nến người có mang, hoặc là mẫu nến tweezer, mẫu nến sao mai và mẫu nến ba chàng trai nhóm trắng. Thì đầu tiên về mẫu nến cây búa hammer, thì mẫu nến nó là xuất hiện một cây nến đảo chiều khá quan trọng. Nó chủ yếu thường xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm giá. Và cây nến hammer này nó được hình thành khi giá mở cửa là ở giá mở cửa giá cao nhất và giá đóng cửa ở những vùng gần giống nhau và tạo nên một thân nến nhỏ. Đây, một thân nến nhỏ. Điều quan trọng hơn là phải có một bóng nến dưới dài, ít nhất là dài gấp 2 lần độ dài của thân nến. Khi giá cao nhất và giá đóng cửa giống nhau thì được coi là mẫu nến hammer có dấu hiệu đảo chiều tăng giá mạnh, bởi vì sức cầu đã loại bỏ hoàn toàn lực cung và chiếm ưu thế trên thị trường và tiếp tục đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa ngay trong ngày giao dịch. Thì ngược lại, khi giá mở cửa và giá cao nhất là sự giống nhau thì được coi là mẫu nến hammer có tín hiệu tăng giá yếu. Sự tăng giá đã có thể chống lại được sự giảm giá nhưng không thể đẩy giá đóng cửa lên trên mức giá mở cửa. Bóng dưới dài của mẫu nến hammer ngụ ý rằng thị trường đang có thử thách và tìm vùng giá hỗ trợ sức cầu của thị trường. Ngay tại đây, giá thấp nhất sức cầu đã bắt đầu xuất hiện đẩy giá lên và tăng trở lại để gần với giá mở cửa. Như vậy là sự tăng giá đã loại bỏ được xu hướng giảm và chiếm ưu thế lúc đầu phiên giao dịch. Thì cái này có nghĩa là khi mà kết thúc một xu hướng giảm, khi mà ở một xu hướng giảm á, thì tới một cái mức nào đó, tới một cái mức hỗ trợ á, thì người ta chờ mua ở mức hỗ trợ này á, thì nó tạo ra một cái nến là cái nến hammer này, là có nghĩa là nó đụng vào thành tạo thành một cái nến rút chân. Đó, thì nó thể hiện là có ở cái vùng giá đó là có những người đã sẵn sàng mua và làm giá nó tiếp tục, nó đã chiều xu hướng chứ không phải là tiếp tục xu hướng nữa. Thì để tốt hơn thì mình sẽ chuyển qua là ví dụ về đồ thị này. Thì ở trước khi xuất hiện
cái mẫu nến Hammer này nè, ở số 2 này á, thì ở đồ thị trước á thì nó là cho một xu hướng tăng, xuống một xu hướng giảm, giảm mạnh nha. Tuy nhiên tới ở cái mức này thì nó lại xuất hiện hai cái nến Hammer, thì tiếp diễn biến tiếp theo sau đó thì nó là đảo chiều xu hướng và nó tăng lên lại. Tiếp theo là mẫu nến cây búa ngược Invertic Hammer. Thì mẫu nến này xảy ra chủ yếu tại xu hướng tại đáy của xu hướng giảm giá và nó là một cảnh báo có khả năng đảo chiều tăng giá. Nó là một mẫu đảo ngược rất quan trọng và là cảnh báo khả năng thay đổi hướng đi của đường giá. Nó không phải là tín hiệu. Các bạn nên nhớ nha, cái mẫu nến này nó không phải là tín hiệu, nó chỉ là mang tính chất của dấu hiệu là mua. Thì cái mẫu nến này á, nó rất giống với lại mẫu shooting star. Thì mẫu shooting star này á, sau vài video tới á, mình sẽ làm và giới thiệu các bạn. Thì nó được sinh ra ở giá mở cửa và giá mở cửa và giá thấp nhất và giá đóng cửa, nó sắp xỉ nhau. Như là giá mở cửa này, giá đóng cửa này thì nó gần bằng nhau. Thì ngoài ra nó còn có một bóng nến ở trên dài ít nhất là 2 lần độ dài của thân nến. Khi giá thấp nhất mà và giá mở cửa gần giống nhau thì được coi là mẫu nến cây búa ngược tăng giá. Đây là mẫu thông dụng và một là dấu hiệu cảnh báo có khả năng tăng giá mạnh. Thì mẫu nến này á, nó có hình dạng đối lập với lại mẫu nến giảm giá là Handyman. Cái này là mẫu nến người chơi cổ. Cái này là sau khi video sau á, mình sẽ giải thích hơn, mình sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn hiểu. Thì mẫu nến này thường thường nó xuất hiện á, là sau một xu hướng giảm giá dài thì nó sẽ xuất hiện một tín hiệu tăng giá, vì đó là sự lưỡng lự của các nhà đầu tư điều giá trong xu hướng giảm nhưng đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ và đáng kể của sự tăng giá ngay trong ngày giao dịch hôm đó. Thì người bán đã quay lại thị trường và đẩy giá nó gần với giá mở cửa, nhưng việc đường giá có thể tăng đáng kể đã nói lên lực cầu đang thử thách sức mạnh của lực cung của thị trường. Nhưng điều gì sẽ xảy ra ở ngày tiếp theo sau khi mẫu cây búa ngược này đã hình thành, thì đó là những ý định của nhà đầu tư cho đường giá tăng hay giảm. Thì có thể lý thuyết có thể là nó là khó hiểu, thì mình sẽ là có hình ảnh là mình hình dung nó sẽ tiện hơn. Như là ở số 2 này là nó đã xuất hiện hai cây búa Hammer, hai cái đồ thị nén của hai cái búa đảo ngược này. Thì trước đó nó là một xu hướng giảm và đó là xuất hiện hai cái nến này, thì hai cái nến búa ngược này và cuối cùng là kết quả là nó đã đảo chiều xu hướng và nó tăng. Tiếp theo đây là một hình mẫu ví dụ về vừa có mẫu nến Hammer và vừa có mẫu nến là Invertic Hammer luôn. Thì ở khung đồ thị này nó xuất hiện một cái nến này, cái nến là nến Hammer. Nó xuất hiện một cái nến Hammer này và xuất hiện thêm một cái nến là Hammer đảo ngược nữa, và trước đó ở xu hướng là một xu hướng giảm, và khi xuất hiện hai cái mẫu nến này á thì nó là đã chiều xu hướng. Thì cái nến Hammer là phải bóng dài mà ít nhất gấp 2 lần với thằng nến, còn cái này là không biết là gấp bao nhiêu lần, gấp hơn 2 lần rồi. Và còn cái nến đảo ngược á thì có bóng trên á là phải là ít nhất gấp 2 lần thằng nến, thì cái này là tầm gấp cỡ 3 lần và cuối cùng là đảo chiều xu hướng này. Tiếp theo là chúng ta chuyển qua mẫu nến là Doji Chuồn Chuồn. Thì mẫu nến này á, là mẫu nến đảo chiều tăng giá rất quan trọng trong kỹ thuật sử dụng đồ thị nến. Nó thường xảy ra tại đáy của một xu hướng giảm giá và nó được tạo ra khi giá mở cửa cao nhất và giá đóng cửa đều có cùng
một giá trị và gần giống nhau và không có sự chênh lệch đáng kể. Phần quan trọng trong mẫu doji trường này á thì phải có là một bóng nến thật là dài. Đây là một bóng nến thật là dài. Và bóng nến dài này á, ngụ ý rằng á, thị trường đã thử thách để tìm lại một sự cân bằng giữa lực cung và lực cầu. Thì lực cung đã có thể là dìm giá xuống sâu hơn. Nhưng tại vùng giá mà thấp nhất này á, của thị trường đã tìm thấy một sự hỗ trợ mạnh. Và các nhà đầu tư á, mà những người mà nó cảm thấy là giá nó có thể là mua được vào á, thì đã đẩy giá lên được lên cao lại. Đó, và kết thúc ở giá đóng cửa là gần bằng với lại giá mở cửa. Thì ở một xu hướng giảm á, giá lúc đầu có thể bị xóa bỏ hoàn toàn bởi lực cầu mạnh đã xảy ra ngay ở trong phiên giao dịch. Thì để nói rõ, để hình dung hơn á, thì tôi đang có một đồ thị này để một hình dung như ở số 1 đây. Trước đó, trước khi để xuất hiện một cây nến mà cây nến doji trùng trùng á, thì ở xu hướng trước đó là một xu hướng giảm, đây một xu hướng giảm và xuất hiện thêm cây nến trùng trùng này, thì nó có giá mở cửa và giá cao nhất và giá đóng cửa nó sắp xỉ gần bằng nhau này. Nó giống như là một cái cây thánh giá vậy. Thì tiếp theo cái chu kỳ sau, chu một chu kỳ giảm á, thì đó là tăng giá lên lại. Đây là cái nến đảo chiều xu hướng. Tiếp theo là mẫu nến nhắn chìm bullish engulfing. Thì đây á là một mẫu đảo chiều tăng giá, nó thường xảy ra tại đáy của chu kỳ giảm. Mẫu nến này gồm có hai nến chính, đó là nến nhỏ là thường là một nến nhỏ là phải là một nến giảm của ngày thứ nhất, và nến lớn nó bao trùm hơn cái nến nhỏ của ngày thứ hai là nến tăng. Thì nến giảm của ngày thứ nhất thường là một thân nến rất nhỏ so với lại nến tăng giá của ngày thứ hai, và trong ngày thứ hai á, thì giá mở cửa là phải thấp hơn, giá mở cửa phải thấp hơn cái ngày thứ nhất này, và cũng không được quá xa khi lực mua xuất hiện và đẩy giá cao lấp đầy cái khoảng trống giá giảm, và sau đó đẩy ngược lên cao hơn của giá mở cửa ngày hôm trước này. Giá mở cửa ở đây thì ở trong một phiên, nó kết thúc một phiên nó đẩy cao hơn cái đáy của ngày thứ nhất. Thì sức mạnh của mẫu nến bullish engulfing này á, là xuất phát từ sự thay đổi ý kiến của các nhà đầu tư một cách nhanh chóng và một khoảng trống giá ở đợt mở cửa và kết thúc là một nến tăng có giá đóng cửa lớn hơn và giá mở cửa của ngày hôm trước. Điều này ám chỉ rằng á, lực mua bán đã tồn tại quá lâu và lực mua đã nắm quyền kiểm soát thị trường. Có nghĩa là trong một thị trường giảm giá, nó có thể là giảm mạnh, nhưng tới một thời điểm nào đó thì người ta có nghĩ là mức giá đó là đã quá rẻ rồi, thì người ta sẽ lao đầu vào mua và cuối cùng là nó đẩy giá lên và báo hiệu tín hiệu đảo chiều. Thì như là trước khi xuất hiện cái đấy là bullish engulfing này á, thì xu hướng trước đó của nó là một xu hướng giảm này, xu hướng giảm, và sau đó thì nó đã xuất hiện là một cái nến là bullish engulfing. Khi ngày thứ nhất á, là nó xuất hiện một cái nến là cái nến hammer đảo ngược này, đó, cái nến hammer đảo ngược này nó cũng là báo hiệu rằng tín hiệu đảo chiều này. Tuy nhiên á, ở ngày thứ hai á thì nó lại xuất hiện một cái nến là cái nến dưới mình là marubuju, đó, cái nến nó bao trùm lại cái nến của ngày thứ nhất luôn, thì thể hiện nó lực mua, nó thể hiện lực mua của người mua đã sẵn sàng mua và nó cuối cùng nó đẩy giá nó tăng lên. Tiếp theo là mẫu nến người có mang. Tiếp theo là mẫu, cái này ghi sai, này là bullish harami.
Thì cái mẫu nến người Coman Bullit Harami này á, nó là một mẫu nến đảo chiều, nó bao gồm hai cây nến cơ bản, đó là nến nến lớn, nến của ngày thứ nhất á, là cây một nến lớn á, là phải là một nến giảm, và nến nến của ngày thứ hai á, là nến nhỏ thì phải là một nến tăng, thì mới gọi là xác nhận được là mẫu nến Bullit Harami. Thì Harami tăng giá là xảy ra khi có một cây nến giảm lớn màu đỏ ở ngày thứ nhất, tiếp theo là một cây nến nhỏ giảm hoặc là một cái tăng ở ngày thứ hai. Thì điều quan trọng là cái hướng của Harami phải là tăng giá, nghĩa là đường giá nó phải tạo ra được một khoảng trống tăng giá ở ngày thứ hai, tức là đường giá nó được đẩy lên và không để đường giá quay lại ở mức giá mở cửa, giá đóng cửa ở của ngày thứ nhất. Thì để hình dung rõ hơn á, thì mình sẽ làm một cái ví dụ. Thì ở xuất hiện ở như cái mã là mã mã xanh han này, nó xuất hiện một cái nến, xuất hiện hai cái nến, là hai cái nến Harami này, ở xu hướng ở đằng trước á, thì nó là cho một xu hướng giảm. Cuối cùng là cái ngày thứ nhất ở phiên giao dịch của cụm nến Harami này thì nó cho một cái nến giảm, mà ở ngày giao dịch cái thứ hai á, thì nó cho một nó cho cái này là nó cho một cái nến tăng, nó cho một cái nến tăng và có nó có khoảng trống giá, có nghĩa là giá mở cửa, nó giá mở cửa nó cách cái giá đóng cửa này một khoảng trống giá này, và cuối cùng là nó báo hiệu cho là một đảo chiều, một cái đảo chiều xu hướng. Đó là cái mẫu nến là Bullit Harami. Tiếp theo là mẫu nến từ Weezer đấy. Thì mẫu này là một mẫu nến đảo chiều giảm giá thường thấy ở ở đáy hoặc đỉnh. Thì cái từ Weezer này á, nó có hai loại, đó là loại từ Weezer top và là Weezer bottom. Thì top á, từ Weezer top á, thì đó là một mẫu nến đảo chiều giảm giá, thường nó xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng giá. Thì cái này á, mình sau video sau mình sẽ làm rõ hơn, còn mình sẽ tập trung vào mẫu nến là mẫu từ Weezer bottom, là bao gồm hai nến, đó là ngày đầu tiên nó phải là một nến giảm và ngày thứ hai nó phải là một nến tăng. Thì nó xảy ra trong một trường hợp xu hướng giảm giá, và khi khi sự giảm giá tiếp tục đẩy đường giá đi xuống mức thấp hơn thông thường mức giá đóng cửa ở nó này là ở gần vùng thấp nhất cái trong ngày nó là dấu hiệu giảm giá. Tuy nhiên ở ngày thứ hai thì trái ngược lại hoàn toàn, bởi sự tăng giá đã xuất hiện sau khi giá mở cửa, nó đã lấp đầy những mất mát, có nghĩa là lấp đầy cái gần với lại giá đóng cửa của nến của ngày thứ nhất. Tuy nhiên đó, cái điều kiện mà để tạo ra cái mẫu mẫu nến này đó, thì cái giá đóng cửa của ngày thứ nhất thì sẽ là bằng với lại giá mở cửa của ngày thứ hai. Đây thì có nghĩa là như là nó phải bằng ở đây này. Thì đây là ví dụ cho cái mẫu mà tôi viết giờ bottom. Thì ở xu hướng trước đó nó là một xu hướng giảm và kết thúc, thì nó xuất hiện một cái nến giảm mạnh hơn nữa so với lại cái nến trước này. Tuy nhiên á, ở ngày giao dịch thứ hai á, thì nó là cho một cái nến tăng và mức giá thấp nhất của ngày thứ nhất là gần bằng với lại mức giá thấp nhất của ngày thứ hai, và cuối cùng á là nó đã chiều xu hướng trở thành xu hướng tăng. Tiếp theo là mẫu nến sao mai Morningstar. Thì mẫu nến này á, thì nó bao gồm là ba cây nến nhận. Đây là một mẫu nến đảo chiều tăng giá thường thấy ở một đáy của một xu hướng giảm giá. Thì mẫu này gồm có ba cây nến, đó là cây nến thứ nhất á, là phải là một nến giảm, cây nến thứ hai á, là nến trung gian,
thì nó phải là có giá đóng cửa và giá mở cửa. Nó có phải là giá, có phải là giá nó thấp hơn cái nến của nến thứ nhất. Và ở cái nến thứ ba thì nó là phải một cái, là cái một cái nến tăng, nó so, nó tăng hơn so với lại cái nến trung gian này. Thì sau một cái nến giảm thân lớn ở vào ngày 1 và tạo một khoảng trống giá ở dưới cây nến, nến giảm trước đó, thì vào ngày thứ 2, cái này là được tạo vào ngày thứ 2. Còn nến tăng vào ngày thứ 3 với giá đóng cửa nằm sâu trong phạm vi của nến giảm của ngày thứ nhất. Có nghĩa là ví dụ giá mở cửa của cây nến thứ nhất ở đây mà giá mở và giá đóng cửa ở cây nến thứ nhất cùng ở đây, thì nó đây là một nguyên một thân nến. Thì cái thân nến, cái giá của cái nến thứ ba này á, nó phải nằm trong khoảng khoảng thân nến của giá ngày thứ nhất. Thì ví dụ như là cặp GZ này, trước đó là nó cho một xu hướng giảm mạnh này, một xu hướng giảm, thì nó xuất hiện một cái nến là cái nến giảm mạnh nữa. Đó, trong một xu hướng giảm nó xuất hiện thêm một cái nến mà thể hiện lực bán rất là mạnh nè. Và tiếp theo xong mở xong cái ngày thứ hai á, thì nó xuất hiện một cái nến trung gian, nó có giá, nó đóng có giá thấp hơn ở cái nến thứ nhất. Mà tiếp theo á là cái nến ngày thứ ba á, thì là một nến tăng, nó nằm trong cái khoảng giá thân nến của ngày thứ nhất này, và kết quả là ngày xu hướng tăng giá nó đã chiều xuống lại, nó đã có tăng lên lại. Tiếp theo là mẫu ba chàng nến trắng là Three Wise Solider. Thì ba mẫu nến trắng này á, là mẫu tín hiệu tăng giá khi xuất hiện trong một xu hướng giảm, mẫu này cho tín hiệu đảo chiều khi xuất hiện trong một xu hướng tăng, và mẫu này có thể là mẫu tiếp tục tăng giá mạnh. Thì mẫu này á, nó có giá đóng cửa liên tục lên sát gần bằng mức giá cao nhất. Đây, giá đóng cửa. Giá đóng cửa nó gần sát với lại giá cao nhất. Thì để trước khi xuất hiện cái mẫu nến này á, thì nó là cho đăng một xu hướng giảm này. Thì ở số 2, nó cho xuất hiện một cái mẫu nến là 3 Three White Stoller này. Đó, nó tăng lên, nó đảo chiều xu hướng. Và cuối cùng là trong cái đảo chiều xu hướng đó, trong một cái xu hướng đảo chiều nó tăng lên lại á, thì nó cũng xuất hiện thêm ba cái mẫu nến này. Cái mẫu nến tăng giá này thì tiếp tục là báo hiệu là một nến, một mẫu nến tăng giá mạnh nữa. Thì về tất cả các mẫu hình, về mẫu hình đảo chiều xu hướng tăng á, thì của mình á, thì mình đã trình bày hết rồi. Thì trong cái video sau á, mình sẽ trình bày là các mẫu hình nến đảo chiều giảm giá. Thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và lắng nghe.